Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập ứng dụng nó vào trong này, đó là bắt lỗi cho chương trình. Đây, từ đây là bài tìm phần tử nhỏ nhất. Cho nó chạy đi. Chúng ta chạy này. Bình thường ta sẽ nhập các phần tử 1, 2 như này. Thì chương trình trả kết quả rất ok. Nhưng vấn đề bây giờ người ta nhập các cái số n không phải bằng 2 mà n bằng ABC chẳng hạn, hay các cái giá trị a bằng 1 không phải bằng 1 mà a nhập bằng s hay là b, các ký tự linh tinh, thì chương trình của chúng ta sẽ phải xử lý được. Đây chúng ta chạy nặng như sau này. Ví dụ chúng ta nhập bằng fasd chẳng hạn, enter cái thì chương trình nó sẽ báo một cái lỗi là system.format exception input string were not correctly formatted chẳng hạn. Có nghĩa là đây là cái input đầu vào của mình không phải đúng định dạng, và chúng ta sẽ cần phải xử lý cái này. Và như chúng ta đã biết là những cái buổi đầu tiên hướng dẫn chúng ta là dùng cái chai bạc, và đây chính là cái nút của chúng ta dùng chai bạc và bắt người ta nhận đến khi nào n nó thỏa mãn thì thôi và không bị lỗi nữa, thì chúng ta sẽ dùng kết hợp với vòng lặp do while. Chúng ta sẽ xử lý như sau này. Toàn bộ hai công lệnh hiển thị và nhập chúng ta sẽ gói vào trong cái do while, kèm gõ do nhận tác hai lần và chúng ta được cái while true ở đây. Thì toàn bộ hai cái vòng này kèm cắt paste ở đây. Đấy, chỗ này thay vì dùng cái bạc thì chúng ta hãy chuyển thành chai bạc, can chống cách phát sửa lỗi. Con sổ chấm thiết nai có thể đấy, đây nó sẽ dùng A ở N ở đây. Chỗ này không cần gắn nữa vì out chúng ta sẽ bỏ đi, chỉ cần in chấm chai bạc này, con sổ chấm thiết nai out N ở đây là được. Điều kiện để bắt người ta nhập lại, chỉ bắt người ta nhập lại khi người ta nhập sai, tức là N chúng ta vẫn bằng 0. Do vậy chúng ta sẽ bắt người ta nhập lại trường hợp N nó bằng 0, can chống KD format đấy. Và với thêm cái do while và kết hợp chai path thì chương trình sẽ không bị chết như vừa xong nữa. Chúng ta chạy test nào nhá. Lúc nãy chúng ta dùng viết thế này, enter thì chương trình sẽ chết. Còn bây giờ các em nhập thoải mái. Đấy. Khi nào mỏi tay chán thì nhập giá trị thực bằng 4 chẳng hạn. Đấy. Tiếp theo đến cửa thứ hai là nhập giá trị thường phần tử. Nếu bây giờ chúng ta lại nhập linh tinh thì nó vẫn chết như thường, bởi vì cái đoạn bên dưới chúng ta vẫn dùng path là vẫn chết. Do vậy chỗ nữa này chúng ta lại phải tiếp tục dùng như lúc trên. Gói hai cái vòng lệnh này vào một cái vòng lặp do while. Đấy. Và chúng ta sẽ phải dùng cái chai bạc như lúc trước. Là như này. Đấy. Và đây thay vì dùng bạc chúng ta dùng format.chai bạc. Đây. Xà. Console.bitnai để nguyên và chúng ta thêm một từ khóa out này, AI ở đây. Đấy. Chỗ này nó sẽ ra AI rồi. Và đây chúng ta sẽ kiểm tra một cái xem true hay không. Thì bước trên này chúng ta thêm một cái biến để xác định xem cái này người ta đã nhập đúng hay chưa. Ví dụ là y ok chẳng hạn, mặc định chúng ta cho bằng false ở đây. Và cái in chấm chai bạc các em ý này, hoặc nhấn F12 đây này, nó trả về một kiểu bool. Đây người ta sẽ giải thích đây, nó trả về true này nếu như mà convert successful. Đấy, và ngược lại sẽ fall. Và chúng ta dựa vào cái giá trị true này để chúng ta xác định xem người ta nhập đúng hay chưa, bằng cách chúng ta gắn cái ok ở đây, ok này bằng format.typepad này. Và chúng ta sẽ bắt người ta nhập lại khi chưa ok thôi. Như vậy chúng ta sẽ ok bằng fall, người ta sẽ buộc phải nhập lại control KD để format lại code. Đây, control KD đây, format lại code trong đây. Cái ok sẽ trả về kết quả của in chấm chai path xem là đúng hay không. Nếu mà được thì ok thì sẽ không phải nhập lại, còn nếu không sẽ phải nhập tiếp. Chúng ta sẽ để bug này nhé. Đây. Cửa đầu tiên này, nhập n lên trên này, bắt nhập lại này, nhập n bằng 5 đi. Bắt đầu đến ok này bằng 4 này, console.final là AI này, và đến chỗ nhập. Bây giờ ta nhập giá trị linh tinh vào đây, enter này, chúng ta sẽ ok bằng false này và nó chuyển đến ok bằng false thì nó vào điều kiện lặp đúng, và vậy nó sẽ chạy tiếp là lặp này, lại lượt tiếp theo vẫn phần tử A1. Đấy, chúng ta nhập linh tinh tiếp và ok vẫn bằng false, lại phải nhập tiếp. Đây, lại chạy tiếp, các em nhìn thấy các bước này. Bây giờ chúng ta nhập đúng hạn 20 thì ok nó lại bằng true AI đây. Đây là phần tử đầu tiên AI bằng 20 là gần rồi. Đấy, và chỗ này yêu kệ bằng true là điều kiện của nó không bằng for, nó không chạy nữa, nó đã chuyển đến lần nạp tiếp theo. Đây là các em nhìn thấy về vòng for đầu tiên này,
Đấy, bây giờ y ok lại bằng phô cho lần nạp tiếp theo. Đây. Và y lại bằng 1 cho phần tử thứ hai rồi. Đây các em giá trị mảng A đây. Đây. Phần tử 1 chưa còn gì. Tiếp tục y ok lại chạy. Lại nhập linh tinh tiếp. Y ok bằng phô lại tiếp tục bắt nhập lại. Đấy. Nhập dụng thằng này bằng 3, đúng. Đây. Thôi là y ok bằng chu này. Ok nó không cần phải nhập lại nữa cho thằng tiếp theo. Đấy, nó sẽ chạy tất cả các phần tử khác như thế. Đây. Linh tinh. Đây là nhập đúng 9 4 20, 20s dấu phẩy cũng không được. 20 thật. Phần tử 5. Đấy, và lúc này phần tử nhập nhất là 3. Và các em thấy chương trình không hề bị dừng, không bị chết chỗ nào cả. Đấy chính là cái mà chúng ta khi nào thực tế chúng ta phải bắt lỗi, là xử lý các cái trường hợp mà người dùng nhập lỗi. Còn chỗ này nếu các em muốn thông báo thêm một cái thông báo cho người ta biết là vui lòng nhập số thực, các em ít ở đây ít phủ định của IOK này thì người ta thông báo ra vui lòng nhập số thực. Đấy em nằm bây giờ không để bốc nữa nha, linh tinh này, ba phần tử. Đấy, vui lòng số thực. Đấy, người cha chán quá này, đúng rồi, không được nữa. Đấy. Đó, như vậy là chương trình chạy xong và thông báo lỗi rõ ràng. Người ta biết là người ta nhập sai, người ta xem lại, người ta nhập đúng thôi. Ok các em nhỉ? Và các em sẽ áp dụng cái dạng này vào các cái bài tương tự khác nhé. Để người ta rèn luyện cả các lệnh chai pass này, vòng lặp do while này, lồng trong vòng lặp for mà các em dùng được hai vòng lặp một lúc. Rất nhiều con lệnh kết hợp với nhau. Đấy, và các em sẽ luyện tập tất cả các cái bài khác ở trong cái bài 6 này, tương tự như thế.